Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bãi của em ha. Mọi người xem video thì bấm vô chế độ HD xem cho nó rõ ha. Xem cho nó rõ mấy cái món hàng nha. Nè, xem trên điện thoại thì bấm vô chế độ 1080 HD ha. Rồi, cập nhật cái mấy cái món hàng đã bán hay chưa? Em cập nhật ở dưới cái tiêu đề của cái video, anh em bấm vô cái tiêu đề thì sẽ thấy được là món hàng đã bán hay chưa. Rồi, liên hệ số điện thoại của em ha, 0334 830 843. Rồi, hôm nay là cái video 41. Em có mấy món hàng này. Cái này là cái mỏ lết nha anh em. Mỏ lết ngang ha. Cái miệng nó quay ngang nè. Lớp răng trơn á, nó không có răng như là như mọi lớp nước ha. Đây, cái kích thước của nó là 28 cm nè. Cái miệng này nó mở ra được tới 7 7 phân ha anh em. Đây. Đây, bề ngang là 4 phân. Mỏ lết này của top 280 ml nè, top. Đây, còn rất là bằng phẳng ha, miệng nè cũng còn khá là ok. Cái này là đã sử dụng rồi. Rồi, ok, cái mã số 1 là 4101 ha anh em, bán 250 ngàn. Rồi, tiếp theo là một cây kéo, cây kéo cắt vải ha. Cắt vải này của gặp money nha. Đây, gặp money nè, sologen luôn. Thương hiệu nó là Solorin. Cái thương hiệu thường làm ra mấy con dao á. Đây, cái bánh này nè, của Đức ha anh em. Đây, nó còn rất là bén luôn. Kích thước nè 25 cm ha. Đây, mình cắt thử cái vải nè. Đây. Rất là ngọt nha nè. Đây, mũi nó cắt còn ok luôn. Ok, cái kéo này. Đây, cái kéo này có mã là 4102 ha. 4102 nha anh em, 400 ngàn. Kéo của Đức ha, Solgen. Solgen của Đức nè. Rồi, tiếp theo em về một cái bình. Đây là dây điện của nó. Cái bình này bình nấu nước nha anh em. Đây là cái bình nấu nước nè. Đây, nấu rồi anh em, có chế độ nó là cái này là cái bơm ha. Anh em bơm lên nó sẽ chảy ra đây. Nè, anh em hứng đi. Bình này nó nấu được 2 lít 2 nè. Thương hiệu đây. 2 lít 2. Nó xài điện 100V nha anh em. Đây, điện 100V 870W. 100V 870W ha.
2 lít 2. Ok, để em cắm điện thử nha nè. Đây là cái ổ cắm nó có 500 nè. Anh em chỉ cần cầm vô để nhẹ vô là nó vô. Đây. Đó, nó sẽ hết vô. Rút ra cũng rất là dễ. Nó an toàn. Mình chế miếng nước mình cắm điện thử nha. Đây, cắm điện rồi là nó có đèn đỏ nha anh em. Khi mà nó soi rồi nó sẽ tắt cái đèn đi. Rồi em chuyển qua cái món tiếp theo ha. Đợi nước để sôi ha, mình nói tiếp cái món là tiếp theo ha. Đây là cái nồi áp suất nha anh em. Đây. Đây là cái nồi áp suất. Áp suất của Nhật ha. Đây, thông số nè. Đây nó có mấy cái chế độ để mình tăng áp lên nè. Cái này xả nè. Nút xả nè. Nắp 1, nắp 2. Đây cái gon nồi nè. Cái van an toàn đó. Đây là cái nồi. Rất là dày luôn nha anh em. Dày lắm. Đấy nè, còn rất là mới. Ok. Cái nồi áp suất này mình bán là giá là 1 triệu nha anh em. Có mã là 4104 nha. Bộ nồi này là 1 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo là cái vị nướng ha. Vị cái vị hấp cho anh em. À, xin lỗi. Cái vị để hấp đồ ha. Đây mình có thể mở ra để cho nó phù hợp với cái nồi của mình ha. Kích cỡ. Nó có chân đứng luôn. Rồi cái vị hấp này có mã là 4105 ha, giá 200.000. À, cái bình nước này nó sôi rồi nè. Đó. Sôi rồi cái mình bơm nước ra đây ha. Đây có cái chỗ bơm nước này nha anh em. Nè để em bơm thử cho anh em coi. Đó. Bơm rồi mình khóa lại. Nút xanh là khóa lại cho nó an toàn. Đỏ là bơm nha. Ok, cái bình nước này, bình nấu nước này có mã là 4103 ha. 600.000 nha anh em. Rồi tiếp theo là em về một cái ấm của Nhật ha anh em. Đây là cái ấm của Nhật. Đây là cái hương hiệu nè. Còn cái mới luôn, như mới ha. Ấm này xài bếp lửa nha, bếp ga nha.
Đây bên trong nè. Ấm này thì nó tầm 2 lít 2 nha anh em. Nó tầm khoảng 2 lít 2 đó. Tại vì nó không có để. Rồi ở đây nó có cái van để nước sôi nó sẽ hú nha anh em. Đây. Khi mình chế nước thì mình bật nó lên. Nấu nó thì mình đậy nó lại. Cái van này nó nước sôi nó kêu, nó hú. Rồi cái ấm này có mã là 4106 ha. Giá 400.000. À, tiếp theo em về một cái đồng hồ của hàng bãi của Nhật ha. Đây. Đây Japan nè. Chống nước nè. Đây Japan. Máy pin ha. Pin này thì đã thay rồi nha anh em. Lấy về thì mình thay pin cho nó chạy rồi nè. Máy của Nhật luôn nha anh em. Máy bên trong là máy Nhật. Dây này nó cứ để là dây này nơi sản xuất là Hồng Kông nha. Còn dây da nè. Máy này thì Nhật. Đây máy pin. Cái size mặt là 40. Tính luôn cái núm là 43 đây nè. 43 ha. Tính luôn cái núm là 43. Đây. Rồi cái đồng hồ có mã là 4107 ha, giá 400.000. À tiếp theo về một cái cuộn hước ha, cuộn hước dài 50 m. Đây 50 m. Hước cuộn ha. Của Nhật nè, logo nè. Dài 50 m. Mặt dây thì còn ok luôn, chữ sáng luôn nè. Đây nè. Đây mình có cái tay nắm nè. Để cái tay vô mình dễ để quay á. Ok. Cái hước này có mã là 4108 ha. Giá 400.000. Rồi tiếp theo một cái ổ cắm, em về một cái ổ cắm của Nhật nha anh em. Ổ cắm này xài cho điện 100V nha. Đây. Chân cắm nè, bằng đồng ha. Đồng khao luôn. Của National nha. Đây National nè. National 1500W. Của Japan sản xuất luôn. Nó xài điện 100V nha anh em. Tại vì đây là nó có bóng đèn nè. Cắm vô thì nó hiện lên bóng đèn đây. Cắm thử điện 100V này nha. Đó, bật lên là nó cháy đèn. Bật lên cháy đèn sử dụng nha. Rồi tắt là nó tắt. Lưu ý anh em là xài điện 100V nha. Dây nó thì dài khoảng 2m nha anh em. Dây này nè. Dây nguồn á. À, cái ổ cắm này có mã 4109 ha. Giá 200.000. Rồi tiếp theo cuối cùng là một cái chảo nha. Một cái chảo chống dính của đây thương hiệu đây. Nó mới chưa sử dụng luôn nha anh em. Rất là đẹp luôn. Chảo hình vuông. Đây, rồi cái thương hiệu nè. Nó xài được điện bếp bếp điện luôn nha. Bếp từ ha. Bếp điện nè, bếp ga nè. Đây nó xài được bếp điện với bếp ga ha. Chảo rất là đẹp luôn, bên trong men còn nguyên luôn ha. Đây cái cán nó cũng có thương hiệu nè. Hàng chuẩn thị trường Nhật nha anh em. Thương hiệu này thì em không biết là của nước nào nữa. Mà rất là chất lượng luôn. Rất là dày luôn nè. Cái lòng chảo rất là dày luôn.
Để em đo thử nha. 7 ly rưỡi luôn à. Cái miệng nè. Đấy cũng có một lớp dày nè. Rồi cái thớt cái chảo này là 27 cm ha. Hình vuông luôn. 27 cm, 27 vuông. Rồi cái chảo này có mã là 4110 ha. Giá 600 ngàn. Rồi ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của mình ha. Rồi hẹn anh em trong các video tiếp theo.